Liên quan vụ chìm hai tàu câu mực trên vùng biển Trường Sa, sáng ngày 18 tháng 10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, trong đêm 17 tháng 10, máy bay tàu nước ngoài, tàu cảnh sát biển Kiểm Ngư đã tiếp cận tìm kiếm 13 ngư dân mất tích. Đến 4 giờ sáng ngày 18 tháng 10 vẫn chưa tìm được thêm ngư dân nào. Trong tối 17 tháng 10, bộ đội biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã đến 13 ngôi nhà có người dân mất tích để chia sẻ động viên những người vợ, người mẹ vững tin. Chị Phạm Thị Liên, 39 tuổi, ngồi co ro bên góc nhà, nước mắt chảy dài mỗi khi nhắc đến chồng. Chị Liên kể ngày 5 tháng 10, anh Nguyễn Ngọc Phúc, chồng chị Liên, mua nhu yếu phẩm lên tàu đi biển. Lúc đi, anh nói đi phiên cuối năm rồi nghỉ đón Tết. 54 người dân trên chiếc tàu QNA 90129, gia đình không chỉ có anh Phúc mà còn có ông Phạm Văn Nga, cha ruột của chị Liên. Ông Nga may mắn được cứu sống cùng 42 người dân. Như tuổi trẻ online đưa tin, Lúc 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tàu Câu Mực do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 54 lao động. Khi đang hoạt động cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc, thì tàu bị lốc xoáy và sóng, đánh chìm, khiến 3 người chết, 12 người mất tích. Một vụ chìm tàu khác cũng xảy ra ở vùng biển Trường Sa sau đó. Lúc 1 giờ ngày 17 tháng 10, tàu cá do ông Trần Công Trường, 42 tuổi, làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách bờ biển thành phố Quy Nhơn, khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo sông Tử Tây, khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc, thì bị sóng đánh chìm. Một tàu cá hoạt động gần đó vớt được 38 thuyền viên, còn ngư dân Nguyễn Duy Định, 63 tuổi, vẫn đang mất tích. Như vậy, tổng cộng có 13 ngư dân Quảng Nam còn mất tích sau hai vụ tàu bị chìm trên biển.